chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Thì tối ngày hôm nay hồi trưa thì công ty cũng vừa mới đưa cho Bảo mấy chục con máy bù lông nha, lực xiết rất là đà luôn, có báo pin luôn. Anh chị nhìn cái thùng không là cũng rất là sướng luôn. Đó, mấy ngày trước thì Bảo sell 1.350.000 thì công ty mới demo thôi. Nhưng mà hôm nay công ty đưa về một chương trình rất là tốt luôn, chỉ có 1.030.000 thôi mà anh chị sẽ được những gì thì Bảo sẽ giới thiệu anh chị nha. Đó, thứ nhất á, là mình mua con máy bù lông nội địa này. Nội địa là nội địa của Trung Quốc á. Đó, xài được bảo hành chính hạn 6 tháng này. Đó, lực của nó 330 N, nhưng mà nó chuẩn, nó chạy rất là ghê nha. Đó, anh chị nhìn này, lúc mà Bảo thắng lại là cái tay nó giật luôn nha. Bắn ốc 22 này nọ kia xe hơi là ra hết, còn ốc 24 xe máy thì cũng hết xui lắm. Đó, nói chung là tùy vào anh chị mà siết cái lực 350 hoặc là 380 N thì con này vẫn mở ra bình thường nha. Rồi, lúc mà anh chị mua thì thấy cái thùng này xứng đáng là một con máy nội địa luôn. Đó, tay sắt to mà nó bằng sắt chắc chắn cực kỳ. Đó, Bảo quay lại cho anh chị mình xem nè, tay nắm là bằng thép luôn, thùng to chắc chắn dữ lắm, không như những con máy mà thùng nó yếu yếu. Đó, lúc mà anh chị mua thì bên trong này nó sẽ có là thùng chắc chắn to cực kỳ. Rồi, pin á thì hàng công ty thanh lý mà sắp Tết nên là người ta không có làm tem gì hết luôn. Anh chị mua rất là đã, hai cục pin này, pin này cầm pin cũng lâu nha. Đó, có báo pin hết luôn. Đó, một con máy có báo pin mà giá rất là rẻ luôn. Bên trên thì có ghi thông số pin hẳn hoi. Đó, còn có mấy chục con nên là công ty đưa đến Bảo làm chương trình bán cho nó nhanh nha. Rồi mình quay vào bên trong xem nó có tặng gì. À, một đầu khẩu 22 nha. Rồi, lúc mà máy thì máy này cầm pin lâu, mà anh chị thấy là thiết kế của con máy này là thương hiệu Kento nha. Đó, xài 20V này, lực của nó là 330 N. Nhà máy là made in China, hàng nội địa bên Trung Quốc luôn. Đó, anh chị thấy motor là brushless, nó in đầy đủ trên luôn. Rồi, quay sát vào em, cái đường ráp của nó thì rất là đẹp nha, khá là đẹp, sắc sảo cực kỳ luôn. Đó, công tắc có điều tốc này, và đặc biệt nó có ba đèn trước để anh chị soi sáng. Rồi, con này thắng rất là sướng nha anh chị, nghe cái âm thanh này lúc Bảo test rất là đà luôn. Đó, đầu có lỗ đi ra thì nó sẽ có chức năng ngắt quãng nha. Đó, ngắt quãng và không ngắt đi vào thì mình có thể chỉnh được lực nha. Mà con máy này bắn rất là sướng luôn, pin cũng cầm khá là lâu. Pin này á thì có báo pin cầm khá là sướng luôn. Một con máy này, pin này nặng dữ lắm nha. Đó, hai cục pin, một cục sạc đế này, có báo đèn đỏ với là ngắt, nhưng mà hàng thanh lý nên là công ty không dán tem làm gì. Đó, chỉ có tem trên máy thôi nha, thương hiệu Kento, thương hiệu nội địa nha. Rồi, su bọc đầy đủ trên máy luôn. Đó, anh chị thấy thiết kế rất là đẹp nha. Bên này nó còn ghi cái chữ brushless nè. Đó, có báo pin trên máy luôn nha. Đó, với một con máy thương hiệu Kento tối ngày hôm nay, nếu mà anh chị 3 ngày trước nào mà có mua thì con máy này giá khá là cao, nhưng mà nó có tem đầy đủ. Riêng tối ngày hôm nay là tem pin với tem sạc không có, nên là công ty làm chương trình để anh chị có thể mua về sửa xe cuối năm cũng được. Đó, với mức giá rất là rẻ mà anh chị được một con máy này, thùng to dữ lắm, tay nắm sắt cầm rất là sướng tay nha. Đó, anh chị cầm nắm với là sắt đi nó cũng đã hơn những con máy giá rẻ nhiều. Tối ngày hôm nay 1.350 nó chỉ còn 1.050.000 là Bảo thấy chương trình nó tốt quá. Ngoài ra nó còn báo pin luôn, báo pin đầy đủ từng cục cho anh chị mình. Đó, thì anh chị mình thấy á, gần hết pin thì mình có thể sạc nha. Với là âm thanh con máy này rất là êm, sạc thì rất là to để anh chị bắn xe cũng như là khoan tường hoặc là bắn vít đầy đủ nha. Đó, thì Bảo làm chương trình chỉ có hai mấy con, thì anh chị nào thích một con máy hàng nội địa thương hiệu Kento xài pin 20V mà đang có chương trình tốt cuối năm thì có thể tham khảo. Motor là brushless, nó in bên hông máy nha anh chị nha. Đó, bảo hành 6 tháng toàn bộ luôn, pin sạc và máy thì liên hệ cho cửa hàng Bảo qua ba số điện thoại trên màn hình. Đó, nếu mà anh chị á muốn biết nó mạnh như thế nào có thể đến cửa hàng mình test thử luôn. Đó, thùng thì nhìn sướng cực kỳ thì có thể qua lấy. Rồi, xem xong thì đừng quên đăng ký kênh, vì cuối năm Bảo làm chương trình rất là nhiều về các sản phẩm có giá tốt nhất và rẻ nhất cho anh chị mình nha. Rồi, Bảo xin kết thúc video buổi tối ngày hôm nay.